Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn học một cái phần mềm quay video màn hình ha. Phần mềm này thì theo tôi đánh giá từ trước tới giờ là cái phần mềm này phần mềm mạnh nhất trong những cái phần mềm mà tôi đã từng học ha. Thì cái phần mềm này có tên là Camtasia. Thì nếu bạn nào đã học qua phần mềm này thì nó có phiên bản trên hệ điều hành Windows và có cả trên hệ điều hành Mac luôn ha, macOS của Apple á. Rồi thì cái phần mềm này nếu tôi nói tên rồi thì các bạn chắc cũng đã sử dụng nhiều rồi ha. Thì chúng ta sử dụng phần mềm này để quay video màn hình, để như giống như tôi này, tôi quay video màn hình để hướng dẫn các bạn học một cái phần mềm nào đó hay gì hay sử dụng gì ha. Rồi thì đầu tiên thì các bạn phải lên trên cái trang web đó. Trang web cũ của tôi là agps.vn, hiện tại tôi cũng còn để ha, nhưng mà tôi cũng sắp hết hạn cái trang web này, tôi sắp bỏ trang web rồi. Tôi đang chuyển qua cái trang web mới của tôi là phankimtu.com nè, thấy chưa? Sẵn đây tôi giới thiệu các bạn luôn. Đây trang web mới của tôi phankimtu.com. Rồi thì bạn sẽ thấy tôi giới thiệu sơ lược về những cái phần mềm quay video màn hình này, bạn thấy chưa? Đó, tôi cũng hướng dẫn tương đối là nhiều ha. Ta được là phần mềm 1 2 3 5 phần mềm rồi. Phần mềm QuickTime này thì đặc biệt chỉ có trên Apple thôi ha. Còn phần mềm Adobe Center này có trên Mac và Windows luôn, đặc biệt là nó miễn phí. Phần mềm Cam Studio này cũng miễn phí luôn. Phần mềm Action này là chỉ có trên Windows thôi và nó có phí ha. Phí hình như khoảng 7-800 gì đó, 7-800 ngàn Việt Nam đồng á. Còn cái phần mềm Camtasia này, phần mềm hôm nay tôi hướng dẫn các bạn nè. Phần mềm này có cái ưu điểm là nó rất là mạnh mẽ ha. Nó mạnh mẽ cho cái việc mà sau khi bạn quay xong á thì bạn có thể là dễ dàng cho cái việc chỉnh sửa ha. Bạn chỉnh sửa rất là dễ và nó có thêm rất là nhiều cái hiệu ứng rất là hay ha. Cái nhược điểm của nó là cái giá tiền á, giá tiền để bạn bỏ ra mua phần mềm này tương đối mắc ha, khoảng 199 đô, gần 200 đô ha, như là khoảng 4 triệu tư hay gì đó. Đó, đó là cái nhược điểm của phần mềm này. Rồi thì đầu tiên video này tôi giới thiệu các bạn thôi và hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm này. Thì bạn có thể là lít vào trên cái trang này nè, TestMic, hoặc là vào trên internet á, trên Google bạn đánh cái chữ Camtasia thì nó cũng đường dẫn đến cái trang này ha. TestMic là cái trang chính thức của cái phần mềm đây, chân chủ đây. Rồi thì cái phần mềm này đây, tôi nhắc lại phần mềm này là phần mềm có phí ha. Có phí thì bạn lên cái trang này, bạn muốn tải về á thì nó sẽ cho bạn dùng thử 30 ngày, bạn nhớ chữ kiểu free trial nè để bạn tải về dùng thử. Thì đầu tiên nếu các bạn mà chưa có đăng nhập tài khoản á, thì nó yêu cầu các bạn phải tạo tài khoản ha. Bạn click vào cái data đăng tạo tài khoản, sau đó các bạn sẽ tới cái trang này. Trường hợp là do tôi đã đăng nhập rồi nè thì nó sẽ hỏi tôi là muốn tải về với phiên bản cho hệ điều hành nào, bên tay trái là Windows hay là bên tay phải là hệ điều hành macOS ha. Thì tôi đang sử dụng máy tính trên hay máy tính Mac thì tôi sẽ tải macOS ha, lít vào đây khoảng 200 mấy mê đó. Rồi thì đó là cái cách chúng ta tải chính thống từ trên trang chủ của TestMic. Các bạn muốn mua thì bạn hãy lít vào trên cái thanh menu nè, thấy cái chữ store không? Store là cửa hiệu nè, cửa hàng á, lít vào đây. Rồi bạn sẽ thấy là cái giá tôi giới thiệu các bạn luôn nè, đây nè, Camtasia nè, dùng để quay vô màn hình và chỉnh sửa nè, editing nè. Bạn click vào chữ buy là mua, thấy chưa? Rồi bạn thấy cái giá nó để trên đây nè, 199 đô la Mỹ, thấy chưa? Đó. Rồi đó là phim số lượng là 1 ha, gần 4 triệu tư gì đó. Rồi đó là cái cách chúng ta tải trực tiếp phần mềm từ chính thống từ của hãng luôn. Còn trường hợp mà các bạn thấy là tải không chính thống bằng cách là các bạn hãy tải những cái trang web khác ha, tùy các bạn thôi, nhưng mà tôi không khuyến khích ha. Thì các bạn muốn tải gì thì bạn cứ đánh trên Google, bạn cứ đánh từ Camtasia thì bạn đánh thêm chữ rắc hay chữ full rắc gì đó tùy các bạn ha, bẻ khóa mà. Rồi thì tôi đánh ở đây cái chữ Camtasia thì bạn thấy là ở đây nó có rất là nhiều nè, trang về tinh tế nè, thấy chưa, full gì nè, hướng dẫn cài đặt nè. Đó, đây thì tôi thường hay tải về ở trên sinh viên IT, tôi đánh thử chữ sinh viên IT coi nó ra gì, sinh viên IT .net á, thấy chưa, hay nó ra cái phiên bản full rắc hay series K nè, thấy chưa, nó rất là nhiều cái phiên bản bẻ khóa. Nhưng mà nhắc lại lần nữa ha, tôi không khuyến khích làm theo cách này ha, chỉ là nói cho các bạn biết vậy thôi. Thì bạn click vào đây thì bạn sẽ xem nó có cái gì, sau đó bạn phải làm theo hướng dẫn để các bạn có thể làm cài về máy được ha. Nó thấy chưa, hay là thường ở dưới nó sẽ có hướng dẫn cái phần này, thấy chưa, nó ngắt mạng gì đó, rồi tùy các bạn. Rồi thì bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ với giới thiệu về cái nơi chúng ta có thể là cài đặt cái phần mềm thôi. Qua video sau thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn vào học cái phần mềm này. Thì vẫn tương tự như mọi khi á, khi học một cái phần mềm mới nào á thì tôi cũng đã tải bên phía dưới cái
cái video đó hay cái giáo trình. Cái video đó là cái hai file ha, thông thường hai file, một là cái giáo trình hướng dẫn cái phần mềm đó, thì tôi đang hướng dẫn là cái phần mềm Camtasia. Hai cái file thứ hai là tao sẽ có cái việc cái phần phím tắt, thấy chưa, phím tắt giữa cái phần mềm này. Thì thường thông thường chúng ta sử dụng một cái phần mềm nào đó, chúng ta phải biết phím tắt ha, là về lâu về dài chúng ta sẽ phải sử dụng phím tắt cho nó nhanh ha, tránh mất thời gian. Rồi cái giáo trình là một, phím tắt là hai, hai file ở phía dưới cái video này các bạn lên tải về. Rồi thì cái về cái giáo trình của cái phần mềm này á, thì tương đối là ngắn thôi, thì tôi chỉ có 4 trang thôi, thì tôi gói gọn trong khoảng chừng 7, 8, 9 video gì đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn xong cái phần mềm này ha, phần mềm Camtasia, quay video màn hình và chỉnh sửa. Rồi thấy chưa, tương đối là dễ thôi. Thì trước khi kết thúc video này á, thì quên đó, trên cái kênh YouTube của tôi á, cái mà cái video đầu tiên mà giới thiệu cho những bạn nào mà chưa đăng ký cái kênh YouTube của tôi á, thì tôi cũng để một cái video mà tôi làm bằng cái phần mềm Camtasia này ha, làm đơn giản nhanh thôi. Thì anh đợi tôi tí ha, để tôi lít thử nó nằm ở đâu. Trên kênh YouTube của tôi thì tôi để ở trong cái phần Camtasia đây, hay cho quay vô màn hình bằng Camtasia nè, video này là video đầu tiên nè đó. Thì chắc các bạn cũng không nghe được tiếng nữa ha, tại vì tôi đang quay video màn hình bằng cái phần mềm QuickTime á, thì nó không cho các bạn lấy cái tiếng của trên hệ thống, tiếng của cái system á, audio system á. Rồi thì cho bạn xem sơ hình thì bạn lên trên kênh tôi bạn thấy, bạn thấy chưa, này là tôi làm bằng cái Camtasia chứ tôi không sử dụng cái phần mềm khác ha. Sử dụng các phần mềm khác cũng được, nhưng mà After Effects hay là Apple Motion á, nhưng mà nó mất thời gian hơn, nên tôi sử dụng cái này luôn ha. Tôi làm nhanh chơi mà, anh thấy chưa, cũng tương đối là hay á, có thêm cái phần âm nhạc nữa mới hay đó. Rồi đây là cái video đầu tiên để tôi giới thiệu những bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của tôi á, thì các bạn xem video này để tạo động lực cho các bạn có thể đăng ký ha. Rồi nó tôi tạo bằng cái phần mềm Camtasia thôi, rất đơn giản thôi. Rồi thì nếu các bạn xem video này thấy hay, có cho các bạn, thì các bạn hãy là đăng ký cái kênh YouTube của tôi ha, hoặc là chia sẻ video này cho bạn bè của các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.